Ohay chào các bạn. Ohay rất vui mừng các bạn quay trở lại với kênh Ohay. Hôm nay Ohay chia sẻ với các bạn một cái thủ thuật nhỏ. Để nói về cái thủ thuật này thì Ohay chia sẻ với các bạn một cái mẫu chuyện nhỏ. Là bạn của Ohay gọi điện cho Ohay thì qua tâm sự Ohay cũng chia sẻ với bạn là Ohay có cái kênh YouTube để chia sẻ những cái bí quyết hay, những cái thủ thuật hay, những phần mềm và những cái gì hay thì Ohay chia sẻ. Thì mời bạn ấy vào xem kênh của Ohay và ủng hộ Ohay. Bạn ấy hỏi kênh của mình tên gì, mình nói là kênh Ohay Media. Bạn ấy sau đó bạn ấy gọi lại, sao tao gõ youtube.com Ohay Media mà nó không ra. Thì Ohay mới sực nhớ là cái tên của mình á, mình nhớ là youtube.com này, xịt này channel và một dãy cái chữ lằn ngoằn gì đó mà Ohay không thể nào nhớ. Mình là chủ kênh mà mình còn không nhớ thì làm sao mà mình chia sẻ với bạn của mình. Cho nên là mình nghĩ rằng mình phải thay đổi cái địa chỉ kênh của mình, nó làm sao cho nó dễ nhớ ha, và để dễ dàng chia sẻ với bạn của mình ha. Và nó chỉ là một cái thủ thuật nhỏ thôi. Các bạn cùng với Ohay cùng làm nha. Chúng ta bắt đầu. Bây giờ các bạn vào kênh của các bạn ha. Ohay cũng vào kênh của Ohay nè. Các bạn có biết URL là gì không? Bạn nhìn vào thanh địa chỉ nè. URL là cái địa chỉ vào kênh của các bạn đó. Ví dụ như kênh Ohay của mình nó có cái địa chỉ youtube.com/channel/UCN, một đống cái chữ ký tự ở đây mà không thể nào mà mình nhớ được ha. URL mặc định khi mà mình tạo kênh nó đã có cái URL này và nó khó nhớ quá. Và YouTube cho phép mình thay đổi cái tên URL này để cho người dùng dễ nhớ ha. Và cái điều kiện nó như thế nào các bạn theo dõi nha. Các bạn vào cái hình avatar kênh của các bạn nha. Xuống phần cài đặt. Nhìn bên tay trái là cài đặt nâng cao này các bạn. Để Ohay chuyển sang tiếng Việt cho các bạn dễ nhìn. Bạn nhìn qua bên tay trái phần cài đặt nâng cao đây, chọn cài đặt nâng cao. Rồi, bạn qua trang cài đặt nâng cao thì bạn sẽ thấy là có cái URL tùy chỉnh nè. Cài đặt nâng cao có URL tùy chỉnh đây. Các bạn chọn cái dòng bạn đủ điều kiện cho một URL tùy chỉnh. Tìm hiểu URL tùy chỉnh tại đây. Thì bạn thấy cái URL tùy chỉnh á. Điều kiện để nhận URL tùy chỉnh nè. Để tạo URL tùy chỉnh cho kênh của bạn, tài khoản của bạn cần phải có 100 người đăng ký trở lên, ít nhất là 30 ngày tuổi, có một bức ảnh được tải lên như một biểu tượng của kênh, tải lên kênh nghệ thuật. Nếu mà kênh của bạn đủ điều kiện thì nó sẽ cho mình thay đổi cái URL ha. Kênh của Ohay cũng đã đủ điều kiện để cho một URL tùy chỉnh rồi ha. Cho nên là YouTube nó đã cho phép mình thay đổi URL rồi. Rồi, bạn click vào URL tùy chỉnh. Bạn click vào dòng màu xanh. YouTube nó đề xuất cho mình là một số cái URL tùy chỉnh. Ở đây nó mặc định cho bạn một số cái tên á. Tên của mình là youtube.com Ohay Media và một số cái tùy chỉnh để Ohay Media, hoặc là theo địa chỉ email của mình, hoặc là theo cái tên kênh của mình và một số cái hậu tố khác. Thí dụ như là mình chọn cái này nha. Thí dụ như vậy thì nó sẽ cho tên kênh của mình là youtube.com /C/ Ohay Media và thêm một số vài ký tự đó, thí dụ như là 2020. Và những cái tên này là duy nhất, không trùng với những tên khác nha các bạn. Sau khi mà mình chọn tên xong thì mình cho URL thay đổi. Ở đây mình chưa thích tên này thì mình hủy đi. Và địa chỉ thứ tư là theo cái địa chỉ email của mình và thêm một số hậu tố nữa ha.
Mình thấy kênh này hay rồi cho nên là mình chọn cái địa chỉ này luôn. Và tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng URL tùy chỉnh. Click thay đổi. Khi bạn xác nhận URL tùy chỉnh này, bạn không thể thay đổi lại hoặc chuyển URL cho người khác nha. Xác nhận lựa chọn. Click vào xác nhận lựa chọn nha. Giờ mình đã có cái URL mới rồi nè bạn. Mình copy URL này nha. Mình mở một cái tab mới. Mình dán vào. Enter. Đó, như vậy là nó vào kênh của mình được rồi đó bạn. Bạn thấy là kênh của mình đã được thay đổi rồi ha. Bây giờ cái tên nó rất là gọn. YouTube.com, C, Ohimeda. Ở đây nó có chữ... bây giờ mình bỏ cái chữ C này xem. Nó cũng vào kênh của mình luôn ha. Bây giờ ở đây là nó có chữ hoa, chữ thường. Bây giờ mình nếu mà mình nhấn chữ thường xem như thế nào. Enter. Rồi, đó cũng vào kênh của mình được rồi ha. Bây giờ cái địa chỉ URL của mình nó đã trùng với tên kênh của mình rồi, rất là dễ nhớ ha. Bây giờ mình có thể tự tin cung cấp cái tên kênh của mình cho bạn của mình. Và như vậy là bạn của bạn có thể là dễ nhớ và vào kênh của mình một cách dễ dàng ha. Rồi, chúc các bạn thành công nha. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu có gì thấy hay và có ích thì chia sẻ cho mọi người cùng xem. Và đừng quên nhấn nút đăng ký kênh để nhận thông báo xem các video tiếp theo. Nếu quý vị có thông tin thì vui lòng để lại comment bên dưới. Ô hay sẽ tổng hợp và trả lời ý kiến cho các bạn. Kính chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo. See you again!